Vậy đi em ơi, sáng rồi đi bác sĩ chữa bệnh. Tội nghiệp em, đau chân quá ngủ nằm lật ngửa thế này. Nửa tháng nay tôi bận chăm sóc cho em chó này mà không có làm việc về động vật hoang dã, để cho cái tình trạng thú vật hoang dã bị bắt bán đăng ở trên mạng thật là nhức nhối. Em chó này đang sống rất vui vẻ, nhưng vì đẹp gái quá nên khổ, bị mấy con chó cái khác ganh tị cắn lòi xương chân. Người chủ nuôi thì không có kinh nghiệm nên tìm đến trung tâm thú y lớn ở quận chữa bệnh thì gặp nhầm bác sĩ vô tâm tháo luôn khớp chân của con nhỏ. Rồi người chủ nuôi đó cũng lười chăm sóc mới giao luôn cho Tiun, vì các bạn biết rồi, người cá bảo vệ động vật mà. Mới hôm qua tôi đem em ấy đến trung tâm thú y đó để tiếp tục điều trị thì nghe bác sĩ nói rằng bây giờ vết thương bị hoại tử, phải tháo khớp chân lên cao nữa, là bây giờ tháo khớp đầu gối rồi mà còn muốn luôn tháo khớp đùi nữa. Nghe như vậy là tôi biết rõ mấy ông bác sĩ này không có muốn cứu động vật mà muốn ăn tiền để rồi làm hại con chó chết không đối chứng. Cái kiểu này tôi đã gặp lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi, rành quá rồi. Bác sĩ làm chết người thì bị luật pháp trị tội, còn thuốc chết thì ai trị được mấy ông. Nên ông nào vô tâm muốn làm giàu cứ thản nhiên mà làm hại động vật. Mỗi ngày đều có hơn một chục con chó mèo tháo khớp và điều trị thường xuyên như vậy, hỏi giàu không các bạn. Cũng giống như chuyện mấy con chó chạy lông nhông ngoài đường bị bắt đem về đốt là bình thường, thì hỏi mấy cái trung tâm kiểu này có thật sự thương động vật không. Nguyên một tuần nay là phải đóng gần 1 triệu đồng tiền chích 3 mũi thuốc để điều trị nhiễm trùng mỗi ngày. Đến nỗi lần nào đi chích, cô bé chó cũng sợ cái mũi kim khóc ứa nước mắt. Đã chích 21 mũi mà mấy ổng còn muốn tháo khớp nữa. Rồi chích thêm bao nhiêu tuần nữa đây, cho đến khi con chó kiệt sức mà chết luôn hả mấy ông nội? Bác sĩ vô tâm kia, chuyện chó mèo bị tháo khớp bừa bãi như hiện nay là cách làm giàu của mấy trung tâm thú y vô nhân đạo. Tôi nói ra để các bạn cẩn thận, chứ tôi đi vô cái trung tâm này ngồi trong vòng 1 phút mà thấy 2-3 ca chó mèo bị tháo khớp chân giống tiêu y như vậy. Vì không muốn cô chó bị tháo khớp nữa, tiêu mới đem cô ấy qua bác sĩ Khánh thú y quận 3 tiếp tục điều trị. Một vị Bồ Tát sống thật sự dành cho chó mèo đấy các bạn. Như các bạn cũng biết, tiêu đâu phải người thường, cứu động vật từ nhỏ nên đến nay gặp bác sĩ thú y còn nhiều hơn thầy cô giáo nữa. Chăm sóc cho cô chó này mà Teun lại bỏ mặc một em chó khác bị bệnh viêm phổi mà chết, mất thời gian nhiều quá. Bởi vậy nói luôn, làm ơn đừng có đưa thú cưng cho Teun chữa bệnh nha. Thú mà đợi lâu quá không cứu kịp là chết lẹ lắm. Teun là người cá bảo vệ động vật quý hiếm thôi, còn chó mèo các bạn bị bệnh cứ đem đến bác sĩ Khánh ở 651/4 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà tôi đang đến nè. Thú bệnh cỡ nào thì bác sĩ Khánh đều có thể cứu được, chứ đừng có trông chờ vào tôi luôn. Đừng có nhắn tin ở trên Facebook biết chừng nào tôi mới đọc tới, cho dù là thần tiên cũng vô phương cứu chữa. Tôi gieo duyên cho các bạn biết bác sĩ Khánh là thú cưng của bạn chắc chắn sẽ được điều trị tốt nhất. Như bác sĩ Khánh có nói rõ, cái cô chó này á bị vết thương lòi xương, chỉ cần bôi pantano rồi chích thuốc trị nhiễm trùng đều đặn là sẽ lành vết thương liền thịt luôn, thậm chí bị lủng xương thì cũng có thể nắn xương lại được. Đằng này mấy ông bác sĩ ở trung tâm quận này kia chuyện nhỏ xé to để kiếm chét, vì khi lấy khớp xương xong á mấy ông may chỉ chằng chịt một đống như bùi nhùi, đến lúc vết thương sình lên đứt chỉ không có lành được nữa thì đổi thừa hoại tử rồi tháo khớp xương chân tiếp. Tiun cảnh báo cho các bạn biết, nếu bác sĩ nào đòi tháo khớp chân thú cưng của bạn thì phải liên hệ gọi bác sĩ Khánh 098 996 1015 ngay để được tư vấn tốt nhất.
Còn giờ, Teun cho cô chó này sống chung mỗi ngày với mình để đi chữa bệnh dễ dàng. Em ấy hết bệnh rồi thì tôi mới được tự do. Còn bây giờ bận quá à. Đáng lẽ cái vết thương bình thường thôi, điều trị gần tuần là hết, là bây giờ là 2 tuần rồi mà còn chưa chữa xong. Cũng may là gặp bác sĩ Khánh, chứ không thôi con nhỏ bị tháo khớp nữa rồi. Mặc dù tôi đối với thú vật nào cũng như vậy, nhưng mình chuyên về thú hoang dã nha các bạn. Xin nhắc lại, nếu bạn nào có thú cưng chó mèo bị hại cứ alo bác sĩ Khánh, đừng có kiếm Tiêu nữa nha. Còn tôi thấy thú mà bị hại khổ quá là tôi chịu không có nổi.